Chào mừng bạn đến channel Trải Nghiệm Game. Giờ đây Liên Quân ngày càng phát triển, khiến cho khả năng đi đường của các kiện tướng trở nên tốt hơn. Nên hiện nay, vị trí trợ thủ trở nên cực kỳ hot vì không cần phải bảo kê xạ thủ tại đường rồng. Vì hiện tại, xạ thủ luôn được ưu tiên đi rừng để tối ưu xạ thủ late game vừa đi rừng đi gank, tiện cả đôi bề. Nên trợ thủ hiện nay trở thành người đi roam cùng rừng và đôi khi ghé qua các đường bị yếu thế, phụ giúp. Điều này đòi hỏi người đi trợ thủ cần là người biết tư duy tốt hơn trước đây rất nhiều. Và vị trí trợ thủ ngày nay không an nhàn như mọi người từng biết. Trợ thủ chính là một tướng đi roam, một tướng bảo kê đồng đội, phụ giúp rừng đi gank. Thật tuyệt, đúng không nào? Nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, các kiện tướng cần có một vị tướng phù hợp. Chính vì lý do này, ngay bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu top 5 tướng 13.888 vàng đi trợ thủ tốt nhất mùa 3 đã bắt đầu. Top 5. Rumbua là một tướng trợ thủ có tiếng trong các bậc rank với khả năng bảo kê tuyệt vời. Với các thành tích có được cho bản thân cùng bộ chiến thức thiên về bảo kê và mở giao tranh tốt, đây chính là lựa chọn ổn cho vị trí trợ thủ mùa 3. Khi mà xu thế tướng trợ thủ đi roam và phụ giúp rừng đang lên ngôi thì không lý do gì chúng ta lại bỏ quên đi Rumbua. Tổng quan về vị tướng này có thể thấy lượng sát thương mà hắn ta có thể tạo ra chắc chắn là không đáng kể, nhưng mà hiệu ứng Rumbua mang lại cực kỳ thiết thực. Đầu tiên là tướng trợ thủ phụ giúp và roam cùng rừng thì nội tại bắc giáp cho mục tiêu yếu nhất cạnh hắn ta, thì việc hai người đi cùng nhau không bắc cho tướng đi rừng, bộ bắc cho quái à, đúng không nào? Vậy nên việc giúp rừng giải quyết các nguồn tài nguyên mà chẳng tổn thất máu là điều quá đơn giản. Các chiêu thức của Rumbua hoàn toàn đáp ứng được điều đó, chưa kể các pha đi gank hay bị gank từ đối phương. Bộ combo của Rumbua là một con bài phản gank cực kỳ hiệu quả, với các lớp khống chế trồng liên tiếp đủ giúp đánh lui hoặc tiêu diệt kẻ địch. Và điều tồi tệ nhất thì hoàn toàn có thể bảo kê cho người đi rừng rút lui một cách an toàn. Đó chính là sức mạnh bảo kê của Rumbua, một vị tướng trợ thủ nức tiếng từ khi ra mắt tới bây giờ. Top 4. Thên không có khả năng bắc cho đồng đội như Rumbua, nhưng Thên lại mạnh ở một phương diện khác. Đó chính là khả năng sát thương cùng khống chế và khả năng chống chịu. Đầu tiên về khả năng khống chế, Thên luôn mạnh trong khoản bảo kê và tạo điểm nhấn trong giao tranh và việc bắt và bảo kê chủ lực. Điều này cực kỳ nhận thấy đơn giản, đặc biệt trong các giải đấu khó mà không có mặt Thên, trừ khi đang muốn vận dụng một chiến thuật khác. Khả năng bảo kê với hai chiêu thức đồng thời sát thương của Thên hoàn toàn khác với các vị tướng chống chịu. Đây là một tướng có lượng sát thương lớn từ chiêu thức và đòn đánh tay. Chắc chắn bạn không muốn đối đầu với Thên tại cấp độ 4 nếu đang ở thế bất lợi, vì đơn giản có thể bốc hơi bất kỳ lúc nào, và ưu thế vượt trội từ bộ chiêu thức và khả năng phục hồi tuyệt vời từ nội tại giúp Thên luôn là con mắt di động hiệu quả và là tướng đi lôm cùng sát thủ hoặc xạ thủ đi rừng tối ưu. Chắc chắn đồng đội của bạn khi được chăm sóc dưới vòng tay của Thên luôn có thể an tâm đồng tâm hiệp lực gánh bất kỳ đường nào và đối mặt với bất kỳ vị tướng nguy hiểm ra sao. Top 3. Oma là vị tướng đấu sĩ, nhưng từ mùa 2 anh chàng này nổi bật với vị trí trợ thủ đi cùng xạ thủ để bảo kê cho người chơi xạ thủ được bắn. Nhưng rồi meta game bỏ xạ thủ đi đường và mở ra thời đại ba đường kinh công, rồng và mid đều chỉ cần một vị tướng solo, khiến cho Oma và các xạ thủ quen thuộc đẩy vào trong rừng và tìm kiếm con đường mới tại đây. Nên việc Oma chuyển vào rừng đồng hành cùng các vị tướng đi rừng không còn xa lạ. Việc là tướng có nguồn khống chế lớn từ đầu game giúp Oma đảm đương công việc quản gia cho người đi rừng, phối hợp tạo ra các pha gánh bất ngờ và hiệu quả. Khả năng cơ động giúp cho Oma tự tin là kẻ tiên phong và là con mắt kiểm soát tầm nhìn cho cả đội an tâm chiến đấu. Nếu chỉ về khống chế và cơ động thì vị tướng nào đều đảm đương tốt như Gildu hay Thên. Họ đều là các tướng có khả năng cơ động như Oma và khống chế bảo kê không kém cạnh, đôi khi còn vượt trội. Nhưng khả năng gây sát thương lớn bằng phần trăm máu của kẻ địch khiến Oma tạo ra ưu thế vượt trội cho bản thân trước các đối thủ vị trí phía sau. Ai đều biết Oma chính là tướng dù lên chống chịu thì đều có khả năng gây ra lượng sát thương lớn từ đầu game, nên ưu thế sát thương và được kết hợp cùng các vị tướng đi rừng tạo nên một bộ combo hoàn hảo của hai vị tướng. Với cặp đôi này, dù người đi rừng là vị tướng nào thì đều đủ khiến các đối thủ phải chao đảo và lo ngại trước các pha chạm trán của đôi bên. Vậy với 13.888 vàng, Oma là tối ưu cho các vị trí tướng chống chịu, khống chế và sát thương cho cả đội dưới đó. Nhưng sau đây còn có hai con bài nổi trội hơn cần các kiện tướng xem qua. Top 2. Alice không có khả năng chống chịu như ba vị tướng trên, nên Alice hơi kén chọn đội hình vì hai đường solo khác phải đảm nhiệm được vai trò là tướng chống chịu mở giao tranh. Vậy nên người chơi Alice cần thật cẩn thận, nếu đồng đội không phối hợp thì đừng nên cố pick Alice làm gì. Nhưng khi được các đồng đội ủng hộ và thực hiện các nhiệm vụ khó nhằn đặt ra thì Alice là con bài trợ thủ tối ưu hiện nay tại mùa 3. Đương nhiên đó chính là khả năng khống chế từ vụ nổ thời không và dòng chảy thời không. Nhưng đó là vấn đề về giao tranh. Và đương nhiên, việc đi với các vị tướng đi rừng, Alice luôn có khả năng bảo kê và phụ giúp tuyệt vời. Khả năng bóc giáp và tốc chạy luôn tạo ra các biến chuyển tuyệt vời khiến kẻ địch
không kịp trở tay. Với bộ chiêu thức phù hợp trong giao tranh, đảm bảo cho Alice có vị thế riêng. Đặc biệt, cô nàng rất được các pháp sư cưng chiều và yêu thích với khả năng giảm tối đa 100% kháng phép của kẻ địch. Và dòng chảy thời không vừa là chiêu thức bảo kê đồng thời có thể trở thành chiêu thức phá giao tranh hiệu quả cho đồng đội. Chắc chắn không một nạn nhân nào muốn đặt chân trên dòng chảy của cô nàng. Việc Alice trở thành vị tướng được cấm chơi nhiều nhất tại giải đấu Đài Loan chính là một minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh của cô nàng mà không lời nào có thể thay thế. Top 1, Chao Na. Đây là vị tướng đa năng mà S từng nói rất nhiều với anh em, đó chính là Chao Na. Chú voi con được ưa thích trong rất nhiều vị trí, từ trợ thủ rồi đi solo đường đều đáp ứng được nhu cầu của anh em kiện tướng. Đặc biệt khả năng gánh team là trên cả tuyệt vời, nên vấn đề đi dome cùng rừng hay đi gank chỉ là chuyện nhỏ. Khả năng khống chế cùng lượng sát thương có thể tạo ra liên tục từ bộ chiêu thức, dù toàn bộ đều là trang bị chống chịu, khiến cho Chao Na luôn được coi trọng trong các trận đấu. Điều hiển nhiên tất cả anh em đều thấy sự khác biệt, đó chính là tại mùa 2 thì lượng người chơi Chao Na không nhiều như mùa 3. Có thể là sau khi giải đấu quốc tế của ba nước Đài Loan, Việt Nam và Thái Lan được tổ chức, khiến cho các kiện tướng trong nước tìm được niềm cảm hứng từ chú voi này hơn trước đây. Và chắc chắn rồi, bạn nên mua và chơi voi, vì voi có thể hòa nhập với tất cả mọi đội hình. Và quan trọng hơn, voi có khả năng hóa giải khống chế cho đồng đội, một khả năng mà không vị tướng nào có được, từ chống chịu tới khống chế và sát thương. Chao Na chính là vị tướng hoàn hảo trong game Liên Quân mà các bạn đừng bao giờ nên bỏ qua. Trên đây là top 5 tướng 13.888 vàng đi trợ thủ tốt nhất tại mùa 3. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Các anh ơi, nhớ để lại một like và một đăng ký kênh cho sếp của tớ nhé. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi Ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn. Thank you.